Ôi chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là mình đến với chuyên mục mà cũng có nhiều người thắc mắc mà nhiều người hỏi nè. Là ví dụ như là Winner 150 khi mà có sẵn cấu hình bô xăng lửa và tất cả mọi dòng xe khác luôn. Mình nói đây là mình nói chung cho mọi dòng xe luôn nha. Thì có mọi người á, có một số người ta hay làm rồi. Người ta nâng cấp lên cấu hình bô xăng lửa 62 hoặc là như quay rim đồ có làm cái này cái kia. Thì khi đã nâng cấp ở tiệm khác tới anh Tây thì anh Tây có làm hay không, thì thật sự luôn là anh Tây vẫn canh lại bình thường hết. Nhưng mà tại sao có nhiều người anh Tây không nhận, ví dụ như là em trai này vô là mình vẫn canh chỉnh đàng hoàng và bây giờ là đạt hiệu quả. Thì giống như là một số người á, ví dụ như như xe nó là full cấu hình bô xăng lửa và có đầy đủ tất cả mọi thứ, kể cả bô, kể cả đồ, tất cả đầy đủ hết. Thì bây giờ là cái xe của em nó bị hiện tượng gì? Bị sáng sớm đợi nó không lên là chạy tốc độ chậm, cái nó tắt máy luôn. Tắt máy luôn. Đó thì mình vô mình chỉ hỏi nó một câu, nếu mà xe em á anh canh lại là 2-3 triệu em có canh hay không, thì nó nói là ok canh. Thì các bạn phải hiểu một vấn đề là khi xe các bạn có sẵn cấu hình bô xăng lửa rồi, hoặc là tất cả những dòng xe khác đang đi một cái bài gì đó, khi mà đã có sẵn đồ đã làm rồi, nếu ai mà cái tình trạng xe mình có vấn đề gì đó thì cứ đem tới cái tiệm cũ người ta canh lại. Còn khi mà đã bỏ anh Tây canh lại thì anh Tây thực sự luôn, anh Tây cũng không biết cái xe mình đang đi cái gì để anh Tây mò cái bệnh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên xe mình chắc chắn là phải có món đồ nó hư thì nó mới không chạy được, hoặc là nó mới trục chặt, hoặc là nó mới gì đó, thì nói thẳng luôn cũng phải mò. Cho nên là khi mà vô á là phải hỏi này rất là kỹ, là xe đã làm cái gì rồi hoặc là chưa làm cái gì để mà mình biết mình mò. Chứ nói thẳng là cũng không hay, tại vì sao chiếu sơ qua tiệm cái là thật sự luôn á, là tiệm mình xe rất là đông, mình không có thời gian dành mà để cho những người mà không có quyết đoán hoặc là không có định hướng được là cứ ậm ừ. Thì bây giờ mình vô mình hỏi nó rất là rõ ràng, là nếu mà làm giá tiền là cỡ 2-3 triệu hay gì đó thì có đủ hay không, đủ thì mình làm, mình vô mình chắc chắn là mình sẽ giải quyết được. Chứ còn nhiều người vô nghĩ xe mình có sẵn cấu hình bô xăng lửa, vô làm 100-200 ngàn là nó hết bệnh, thì thật sự luôn rồi mấy bạn cứ quay lại tiệm cũ nó sướng hơn. Và ví dụ như em trai này em cũng đã quay lại tiệm cũ rồi. Bao nhiêu lần rồi? 3 lần rồi, lần đợi 6 tiếng rồi thua luôn. À 3 lần rồi. Đúng rồi. Quay lại 3 lần, lần đợi 6 tiếng đều không giải quyết được cái vấn đề. Và mình nói đây là mình không hề nhắc tới tiệm cũ gì hết, mình chỉ nói cái vấn đề là cái khía cạnh mà góc nhìn của anh em khi mà vô một cái xe. Và cái xe này nó sẽ có những cái sai sót gì thì mình cũng xin nói với anh em luôn. Đây là xe Winner. Thì cái xe Winner này đầu tiên là cộng sinh này nó hư. Cộng sinh này là cộng sinh gì? Cộng sinh này nó nở tét lét và nó bị rách ở điểm này. Thì cái sinh này á là sinh của cái kim phun. Sinh này là sinh của kim phun nằm ngay đây, nằm ngay họng xăng. Là cái thứ nhất. Và xe này cũng có phun đầy đủ, là người ta cũng có thay TBS rồi, người ta cũng có thay đồ chỉnh gang ti rồi. Đó, nhưng mà vẫn chạy không được và vẫn hụp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mô bên trường, cái chập buri. Đầu tiên vô cái chập buri á, chập buri là bị rách. Rất rất nặng, nó quýnh lửa là ngay lách chách dưới đầu bờ, và chủ xe cũng biết điều đó luôn, mà biết luôn. Đó là nó có nổ lách chách khó chịu lắm. Và cái thứ hai nữa là thay mô bin. Cái thứ hai nữa là cũng thay mô bin độ rờ. Nói chung xe này thì full đầy đủ hết, nhưng mà cái việc mà thay mô bin độ rờ á thì nó như thế nào? Tại sao đa số đó giờ tay hay sử dụng dòng mô bin Takegawa? Bởi vì là lửa nó không có mạnh và lửa nó dịu, và vô nó cũng tay, ví dụ như mình đã chơi xe độ, mình đặt luôn cái vấn đề là nó bền một chút, hoặc là mình lựa chọn cái sản phẩm nào á mà nó bền một chút để mà nó tốt nhất, mày cứ nghe ấy đó, để mà nó khỏi hư đó. Ví dụ như xe này một mặc dù mô men độ cũng có rồi mà nó cứ đánh lửa ra hoài, nó đánh chẹt ra hoài, thì mình lựa cái dòng sản phẩm nào mà nó ổn định nhất để mà mình thay vô. Và cái quan trọng thứ hai nữa là ví dụ như là cái này, cái thứ ba luôn chứ, cái quan trọng thứ ba tư gì luôn rồi. Cái này là một nè, mô bin này là một nè, cái sinh kim phun là 2 nè, cái chụp buri là 3 nè, cái buri là 4 nè, và cái này là 5. Cái này là cái gì? Cái này là cái họng xăng. Cái họng xăng này cũng có luôn rồi, cũng có con si luôn rồi, nhưng mà cái này nó lỏng quá, mình cũng phải canh cái này lại, mình sửa này lại luôn. Đó, và khi mà mình đưa lên phía ánh mặt trời gì thì nó bị hở, nó lòn không khí qua. Đó là cái thứ 5. Bởi vậy khi mà một cái xe độ á, vô á, mà các bạn cứ nói là xe em cấu hình có sẵn rồi, anh canh lại giùm em. Ủa canh là canh cái gì, và khi mà canh lại có chịu tốn tiền hay không? Ví dụ như xe này nè, chủ xe cũng biết luôn, là chủ xe vô từ lúc 8 giờ sáng tới giờ, và bây giờ là 11 giờ trưa, mất 3 tiếng đồng hồ của mình. Và mình canh cái xe là liên tục,
cũng rất là nhiệt tình với người ta. Nhưng mà các bạn phải hiểu là cái xe mình có sẵn, nhưng mà món đồ nào nó hư, tại vì mình là người không có thực hiện cái thao tác đó, và tất cả những cái món đồ trên xe này nó đều hư đó. Ví dụ như nãy em cũng hỏi anh là hư cái gì, mà thực sự nếu mà biết hư cái gì thì quýnh mẹ nó để qua làm mấy cái xe khác nữa, đúng không? Đúng rồi. Mà cũng mà và cũng phải chạy rất là kỹ, khi mà căng xong là cũng phải test lại bằng cái bộ áp rồi để đang gắn trên xe đó, là cái bộ mà dây điện lòng thầm tùm lum la nè, mình canh lại thì thực sự luôn á, là công nghệ thì đi lên, có máy dyno thì hiệu quả hơn, nhưng mà khi mà canh máy dyno á nó lại không chính xác bằng khi mà thả xuống đường chạy. Thì bây giờ cái xe em trước mắt, cái xe này nha, mình không có dám nói là mình hay, mình nói rõ ràng với chủ xe luôn, bởi vì cái xe nó bị hiện tượng là để qua đêm sáng sớm á mới là khó đề và chạy là nó tắt luôn, chỉ bị sáng sớm thôi. Đó là ví dụ canh ngày nó nóng là chạy bình thường hết đó, nhưng mà hồi nãy lúc mà nó tới mình là nó để xe nó cũng lâu, cho nên là nó xuất hiện cái trường hợp đó. Những cái trường hợp mà tay sửa là phải hữu hình, là nó phải xuất hiện trước mặt tay thì tay mới sửa được, còn có nhiều người kêu vô lúc bị lúc không hay gì đó là không sửa được. Và như hồi nãy nó vô là cái trường hợp đó là có bị thì mình mới sửa được. Rồi bây giờ xe mà anh canh lại xong thì em chạy em thấy như thế nào? Chạy cũng là nó không như hiện tượng như đầu nữa, đề lại lên dặn cái dặn là có liền. Mà em cảm nhận là ống ga nó nhẹ hơn. Đúng rồi, ống ga nó nhẹ hơn, dặn đi tốc độ chậm thì nó có hộp không hộp nữa. Đúng rồi, đủ của xe nó, tại vì xe này nó full đầy đủ hết, và nó cả full chuyển luôn. Và những cái xe làm tuổi trẻ là cầm tăng này, khi mà chạy cái ống ga nhỏ 10, 20, 30 rất là dễ hộp, là cái thứ nhất. Mình khuyên anh em là đừng nên gắn cầm tăng cho winner, bởi vì ống ga winner là nó đi đường hẻm sâu này, nó là cầm tăng sẵn rồi. Và cái thứ hai nữa là đừng có đi cái tay thắng này, tay con này nó dễ nhảy sơn lắm đó, nó dễ nhảy Yamaha, kêu là sai lầm tuổi trẻ thôi, cỡ nó không sao hết. Rồi quan trọng là bây giờ là ngon rồi, nhưng mà quan trọng là tối mai hả, mà sáng mai á hả, mà cái xe mà nó không có nổ máy được hay gì á, là đầu bỏ xuống lại, bỏ xuống để 2 ngày luôn, để mà buổi sáng mình coi thử là nó còn bị không còn bị, cái gì cũng giải quyết được hết á, chỉ có là không có thời gian hay là không có tiền là giải quyết không được thôi. Rồi là cái xe của em á, là đặt câu hỏi là của nhiều người luôn, nhiều người cứ vô nói là em có sẵn cái cấu hình vô xăng lửa rồi anh canh lại cho em canh bộ canh, chẳng lẽ canh 100-200 ngàn đó. Như mày trực tiếp mày ngồi đây mày chờ, mày cũng phải hiểu được là có biết mày gì đâu, mày mở ra tới đâu thì cái nào nó cũng hư hết. Ví dụ như những cái này đồ là những cái quan trọng, hoặc là cả cái sinh kim phun rồi nữa, cái sinh kim phun mà nó rách nát luôn mà đó. Rồi vậy là giờ chào mọi người.